Các bạn thân mến, chúng ta đã từng nghe một câu nói rất quen thuộc: tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Vâng, đúng là như vậy. Thanh xuân là khoảng ký ức đẹp nhất mà mỗi chúng ta đã từng trải qua, nhất là những cô cậu học trò cấp 3 hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 20 năm chúng ta rời xa mái trường, xa Lộc thân yêu, xa thầy cô và bạn bè, để rồi mỗi người lại lựa chọn cho mình một con đường, một lối đi riêng. Chúng ta có rất ít thời gian, rất ít cơ hội để cùng nhau ngắm nhìn lại những khoảnh khắc đẹp, những ký ức đẹp của tuổi học trò. Có những bạn thì cả năm mới được về thăm quê hương, thăm nhà, bất chợt ngang qua ngôi trường cũ thì những ký ức đẹp lại ùa về, khiến cho trái tim của chúng ta thổn thức, nhớ về trường lớp, nhớ thầy cô và bạn bè. Mọi thứ dường như được lắng đọng lại trước những bộn bề lo toan vất vả của cuộc sống. Các bạn thân mến, 20 năm, đây là lần đầu tiên chúng ta kỷ niệm hội khóa ngày hội trở về để có dịp tri ân quý thầy giáo, cô giáo, người đã chắp cánh cho chúng ta vững bước vào đời. Để những ký ức về thầy cô, bạn bè còn mãi, để chúng ta tìm lại chính mình trong những ngày xưa không hề giấu yêu. Và hơn hết là để gắn kết yêu thương này còn mãi trong tương lai. Hẹn bạn ngày chúng ta cùng trở về nhé! Nhìn thấy các cô vẫn khỏe mạnh, xinh đẹp như này là rất là tuyệt vời. Cô tính vẫn như là mấy chục năm. Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay.
Tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật. Kính thưa cô giáo chủ nhiệm, thưa toàn thể các bạn, 20 năm rời xa mái trường và đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội khóa ngày hội trở về để có dịp tri ân quý thầy giáo, cô giáo, để những ký ức về thầy cô, bạn bè còn mãi, để chúng ta tìm lại chính mình trong những ngày xưa vụng về dấu yêu và hơn hết là để gắn kết yêu thương này còn mãi trong tương lai. Vâng, và đó chính là lý do mà ba cô giáo chủ nhiệm kính yêu của chúng ta cùng với gần 30 cựu học sinh của lớp 12A4 đang hiện diện ngay lúc này tại phòng học này. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. Kính thưa cô giáo chủ nhiệm, thưa toàn thể các bạn, để không khí buổi hội ngộ ngày hôm nay thêm phần tươi vui thì ngay bây giờ xin mời một giọng ca vàng của 12A4 khi xưa. Hôm nay thì bạn sẽ lên đây góp vui văn nghệ cùng với cô giáo và tất cả các bạn. Các bạn lớp mình có nhận ra giọng ca vàng của lớp chúng ta là ai không ạ? Vâng, đó chính là bạn Nguyễn Linh. Vâng, xin mời bạn Nguyễn Linh. Kính thưa các cô và các bạn, thực ra hôm nay là rất là hồi hộp khi được đứng lại giống như ngày xưa, đứng trên lớp hát vui ấy. Em xin hát tặng các cô và các bạn một bài này, nó không thuộc về thế hệ của chúng ta nhưng mà nó lại gợi cho chúng ta những cái kỷ niệm của ngày xưa. Thì em xin hát một đoạn, thì cái bài này em cũng không thuộc nhưng mà em xin hát bài Nụ Cười 18 Đôi Mươi. Ok, hay quá. Nhưng mà hát chay nên là em xin cầm điện thoại thôi. Em xin hát bài này. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cùng ngàn vệt nắng cuối trời, cùng ngắm ánh mắt đôi mươi. Năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa. Dù qua bao gian khó hay nhớ, cuộc đời là món quà. La 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 la, đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi những nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Chưa dám ngỏ lời. Yêu buổi trời năm ấy. Yes, yes. Ok. Em xin phép ạ. Nó rất là hồi hộp. Thêm phải nữa. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời cô giáo và toàn thể các bạn chúng ta hãy cùng trở lại với ký ức thanh xuân của 18 đôi mươi, đúng không ạ? 18 đôi mươi qua rồi thì bây giờ trở về 16 luôn. Chúng ta hãy cùng hát với bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Xuân Phương. Nào các bạn ơi, hãy cùng mở điện thoại lên. Chúng ta cùng chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu, ai sẽ còn nhớ mãi những thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nắng nghẹn ngào. Thời gian xóa đi mau, xin hãy nhường trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng thì đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Nhớ
niềm thương gửi cho anh. Nếu có con trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao tháng lòng đam mê cháy bỏng, sẽ có người mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những thưa cô giáo, thưa toàn thể các bạn, đúng là cây nhà lá vườn, từ MC cũng là cây nhà lá vườn và những cây văn nghệ của chúng ta cũng vậy, phải không ạ? Nhưng mà hơn tất cả thì đó chính là tình yêu mà chúng ta, tình yêu mà mỗi người dành cho 12A4, phải không ạ? Một lần nữa thì hãy dành tặng cho chính chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, thưa cô giáo, thưa toàn thể các bạn, từ đầu chương trình tới giờ thì chắc hẳn là mọi người cũng rất là mong ngóng để nhận được những lời tâm sự, chia sẻ những tâm tư tình cảm và những lời căn dặn từ phía các cô, phải không ạ? Và ngay bây giờ thì thay mặt cho tập thể lớp A12A4 thì em rất là mong mời cô Tính lên đây để cô có thể chia sẻ một chút những kỷ niệm của cô với lại tập thể của lớp 12A4 hoặc là với một cá nhân nào đó của lớp 12A4 được không ạ? Em xin trân trọng mời cô. Cô có thể đứng tại chỗ không ạ? Rất là cảm động, nói thật với các em là cô háo hức từ hôm cái tươi nó mời cô cơ. Đấy. Nói thật là cô muốn nói rất nhiều nhưng mà bây giờ không được bình tĩnh để mà nói được cho những cái điều mà cô nói thật các em là đã bao nhiêu năm, hơn 20 năm nay chúng mình xa nhau. Đấy. Bao nhiêu kỷ niệm của những cái năm tháng mà chúng ta cực kỳ vất vả, đúng các em? Cô nhớ nhất đó là cái buổi mà gì cô chúng mình, cô giáo và các em đấy, tức là cô huy động, cô phải đi huy động các cái nhà tài trợ để đi cho chúng ta được một buổi đi du lịch ở Quảng Ninh. Đấy, đấy là cô rất nhớ cái ngày đấy. Đấy. Như vậy cái chuyến xe của chúng mình là 70 người tất cả. Đấy, chứ không phải là 50, 40 đâu vì ở nhà cô có mấy người nữa. Đấy, thế thì khi hồi ấy là thầy mẹ bố của bạn Trường ấy, bố mẹ bạn Trường ấy là có rất nhiều công đấy, cho chúng ta được cái đi du lịch cái chuyến ấy. Và bạn Tâm là một trong những người mà cô nhớ nhất mãi, là không bao giờ bạn ấy đứng lên, bạn bảo lần đầu tiên mới nhìn thấy được xe ô tô đấy, mà biết không biết là bạn nào, cứ đi theo lẽo đẽo bơi cạnh cô đấy, mà không biết là bạn nào hồi là đi theo lên nhà cô. Thì nhà cô là có rất nhiều cây, đúng không, cây dâu da đấy. Cây dâu da của cô là một trong những cái loại cây dâu da mà ngon nhất, là bởi vì làm sao các em? Vì là cô chôn ở dưới đấy là 9 cái xe bò là cho bếp, cho nên là rất ngọt. Như vậy lạc là cô bán, cô mua chỉ có 3.000 mà cái cây dâu da của cô là bán được 5.000. Đấy, cô đi bán dâu da ở chợ của Hải Dương đấy. Đấy, thì hôm nay về đây. Rồi là cô thầy chú anh nhà cô làm kem. Đấy, làm kem rồi cho các mời các bạn ăn, không biết là các bạn. Bây giờ có thầy nói thật ra là bây giờ thì các em đã trưởng thành rồi. Thế thì cô thì năm nay thì cũng gần U80 rồi. Nói chung là già rồi, thì cô mong các em thế này này. Tức là các em hãy cố gắng, đấy, cố gắng hết sức mình. Nhất là bây giờ các bạn trẻ có một cái nguy cơ, cái là uống rượu nhiều. Đấy, thì cô mong các em là chúng ta hãy biết kiềm chế, biết hạn chế. Như cô là bây giờ là cô, thực ra là cô sinh năm 49, năm nay là cô 75, 76 tuổi, nhưng mà cô các cái bệnh mãn tính là cô không có, bởi vì cô ăn uống, cô là giáo viên sinh học, nó ăn uống rất là, nói chung là tốt. Đấy, cho nên chồng cô cũng thế, năm nay cũng gần 80 mà cũng không làm sao. Đấy, cho nên là cô khuyên các em là hãy cố gắng ăn uống điều độ. Đấy, ăn uống điều độ, hãy tự kiểm tra mình. Đấy, luôn luôn nhớ lên một điều là vì sức khỏe của chính mình, không ai cứu mình bằng mình cứu mình hết. Các em phải tự cứu lấy mình. Đấy, và động viên nhau cùng tiến bộ, cố gắng là cống hiến nhiều cho xã hội. Thì dù sao là các em đã đang tuổi, đúng không?
đang cái tuổi cống hiến cho xã hội, cô mong các em là mãi mãi giữ gìn sức khỏe và có nhiều cái công sức cho cái xã hội để giúp cho xã hội của chúng ta ngày một đẹp hơn và chúng ta trở lại sinh đạo. Đấy, để mình nuôi các em mạnh khỏe, mọi chuyện may mắn. Cô xin, cảm ơn. Cảm ơn nha. Và cô với các bạn ạ, trong lớp thì chỉ có một mình em là theo nghiệp của cô, theo nghiệp của các cô. Em với bạn Dịu là theo nghiệp của các cô, thì chúng em biết là trước đây thì các cô đã rất là nhiệt tình, nhiệt tâm với lại chúng em. Chúng em có được những ngày hôm nay thì cũng nhờ công ơn dạy dỗ của cô, chúng em thay mặt cho tập thể lớp, chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Vâng, thưa cô giáo, thưa toàn thể các bạn, vừa rồi thì chỉ là một trong số rất rất nhiều những kỷ niệm mà cô Tính nhớ về lớp 12A4 của chúng ta, phải không ạ? Một kỷ niệm rất đáng nhớ đó là năm lớp 10 thì chúng ta rất là may mắn khi được cô Tính chủ nhiệm, bởi vì cô là một người cực kỳ tâm lý. Trong khi tất cả các lớp khác thì không được đi du lịch đâu, nhưng lớp mình thì vì có cô rất là tâm lý với học sinh, cho nên là chúng ta đã có một chuyến du lịch trải nghiệm ở Hạ Long thật là đáng nhớ, phải không ạ? Và đấy cũng là lần đầu tiên Cúc được ra biển. Đấy, cho nên là mình cũng rất là nhớ và nhớ cực kỳ lâu. Đến bây giờ vẫn còn cái bức ảnh đầu tiên chụp ảnh ngày ấy đi biển thì vẫn còn mà mặc quần dài, sau đó là lội xuống biển. Và đấy, cho nên là đến bây giờ thì em vẫn còn cái bức ảnh đấy. Một lần nữa thì cảm ơn cô rất là nhiều. Và có một cái tâm sự nhỏ nhỏ về cô là như thế này. Với các bạn thì không biết, nhưng với cá nhân của em thì khi nhắc về cô Tính là trong đầu em lại nhớ ngay đến hình ảnh của một người cô rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, luôn luôn chỉn chu, và đặc biệt là cô có một gu ăn mặc, gu thời trang rất là ấn tượng mà em ấn tượng ngay từ những ngày đầu vào trường cơ. Và đến bây giờ khi sau rất nhiều năm gặp lại thì dáng vẻ của cô thì có hao gầy, tóc cũng có điểm bạc, nhưng mà ở cô vẫn luôn luôn toát lên cái đẹp, cái nét đẹp và sự sang trọng. Và nhân đây thì em cũng chúc cho cô là có thật nhiều sức khỏe và luôn được an vui trong cuộc sống. Một lần nữa thì cảm ơn cô rất nhiều ạ. Khi nhắc đến lớp 11 thì chắc hẳn trong trí nhớ của các bạn đây sẽ là một cái năm học mà đáng nhớ nhất, phải không ạ? Nhớ là vì sao ạ? Nhớ là vì chúng ta rất rất là đoàn kết để bao che khuyết điểm, đúng không ạ? Bao che khuyết điểm cho một bạn đập bàn. Thế nhưng mà cô chưa phát hiện ra. Chính vì vậy mà cô đã phạt lớp của chúng ta là đứng hình như là 3 lần phải không ạ? 3 hôm đứng ở giữa sân trường trời nắng. Đó là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Với chúng em thì là như vậy, nhưng mà với cô giáo chủ nhiệm của chúng ta là cô Nguyễn Thị Mỹ, ngày hôm nay cô đang có mặt ở đây, thì không biết là khi em nhắc đến như vậy thì có gợi nhớ cho cô điều gì không ạ? Cô có thể lên đây để chia sẻ với chúng em một chút được không? Em mời cô. Thưa hai bạn đồng nghiệp và toàn thể các em, hôm nay trở về Gia Lộc để hội khóa, hội lớp thì cô cũng có một ý kiến thế này. Thực ra cô ở trường Gia Lộc hơn một chục năm, nhưng mà chủ nhiệm chỉ có hai lớp nguyên vẹn. Mấy chục năm các em nó đã ra trường rồi, lâu rồi, có kỷ niệm mà khối rồi. Thế thì còn lại thì các năm chủ nhiệm thì cứ nhà trường điều vào lớp này một năm, lớp kia một năm, qua có lớp hai năm, mà vào những cái lớp toàn lớp hắc búa cả. Bởi vì là nói thực ra trong ba cô giáo đây thì cô Tính là cô Doan là rất hiền, rất tâm lý, nhưng mà cô thì rất nghiêm khắc. Bất cứ ở trường nào và lớp nào cô cũng nghiêm, chứ không phải là chỉ cái lớp ta. Thế mà một cái mà nhớ nhất ở lớp này thì nói thực ra các cô dạy nhiều năm và nhiều học sinh cho nên cũng không nhớ được hết. Chỉ nhớ những cái điển hình thôi, hoặc là nhớ cán bộ lớp và nhớ những cái điển hình. Nhưng mà một cái mà cô không thể quên được như em vừa mới nhắc đấy, tức là lớp bị phê vào cái sổ đầu bài, cái nó không hay lắm thì cô bắt đầu tra khảo. Nhưng mà phải nói là chưa lớp nào mà cô tra nó không ra như cái lớp này, phải nói là hơi gan lì. Mà rồi cô cũng thi gan, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng phải thua các em. Và cô có nhớ rồi, không biết rồi là sẽ như thế nào.
Và cô nhớ là có những cái lớp, ví dụ như là có cái lớp mà ở dưới cái cô chủ nhiệm ấy thì có ba cặp yêu nhau. Thế thì cô mới cũng phải chịu chúng nó, bởi chúng nó yêu cũng không chấm cùng nó mà. Thế cô bảo là, thế bây giờ cô gọi ba cặp riêng ra bảo, thế bây giờ cô thích ngồi với nhau không? Thì hai cặp nó bảo là cho em ngồi với nhau, còn một cặp nữa nó bảo là chúng em không ngồi. Thì đấy tùy các em có thể suy nghĩ thế nào, nhưng mà cô đấy, đấy là một cái kỷ niệm cô nhớ nhất. Thế năm nay thì cũng, cái thứ hai nữa là khi mà cô nghỉ hưu năm 2004 thì đến năm 2017 là cô bị ốm liên tục. Đầu tiên là cô bị tai biến mạch máu não này, xong cách một năm nữa là đến bị ung thư này, xong cách một năm nữa thì đặt 4 cái ten này. Thế xong cách đây 3 tháng này lại phát hiện tiểu đường rồi, lại tiểu đường nữa. Thế cho nên là cũng không biết là sẽ ông trời còn để sống được bao nhiêu năm mà gặp các em. Nhưng hôm nay về gặp các em như thế này thì thấy em nào cũng khỏe khoắn mà tươi trẻ, khỏe mạnh, rồi các bạn đồng nghiệp này là cô rất là vui. Và cũng rất là cảm ơn các em. Là thế thì cũng có mấy ý kiến phát biểu với em như thế, không biết sau này cô gặp lại không, thì cô chúc hai bạn và các em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Vâng, thưa cô giáo và thưa tất cả các bạn, đúng là thời gian thì cứ thế là qua đi. Cô giáo đã chủ nhiệm chúng em cách đây 20 năm và trước đó thì cô cũng đã chủ nhiệm rất nhiều các thế hệ anh chị rồi. Nhưng mà những kỷ niệm với lớp 12A4 thì chắc chắn là vẫn luôn lắng đọng trong tâm trí của cô, phải không ạ? Một lần nữa thì em xin chúc cô thật là nhiều sức khỏe. Và qua cái câu chuyện vừa rồi thì em nhận được một cái thông điệp mà cô muốn gửi tới tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, đó là sức khỏe là vàng, phải không ạ? Sức khỏe, có sức khỏe là có tất cả. Chính vì vậy mà trong mỗi chúng ta là luôn luôn nhắc nhở tới mình là quan tâm đến sức khỏe. Và làm gì đi chăng nữa thì không những là sức khỏe về cơ thể mình mà nó còn có cả sức khỏe về tinh thần nữa. Cho nên là cái việc mà về gặp nhau trong ngày hội ngộ 20 năm này đó cũng là một cái liều thuốc bổ, phải không ạ? Cho nên là nếu như mà bạn nào mà không có mặt ngày hôm nay thì thực sự rất là tiếc. Rất là tiếc, phải không ạ? Thưa cô giáo và thưa toàn thể các bạn, năm cuối cấp lớp 12 thì là một năm học mà chúng em rất là tập trung với việc ôn luyện, học tập và thi cử. Nhưng chúng em cũng rất là may mắn khi được cô giáo Trương Thị Doan chủ nhiệm. Cô là một người rất là quan tâm và chỉ bảo tận tình để làm sao chúng em có thể học tốt nhất, để có cái hành trang tốt nhất để bước vào đại học và cao đẳng hoặc là ra nghề. Đấy, thì cô là một người luôn luôn quan tâm đến chúng em. Và ngày hôm nay thì cô có mặt ở đây thì em cũng rất là mong lại tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự chia sẻ và những tình cảm mà cô gửi gắm dành cho A4 chúng em. Em xin trân trọng kính mời cô ạ. Xin thưa hai cô Tính, cô Mỹ, hai cô giáo chủ nhiệm của các em và toàn thể các em học sinh 12A4. Rất may mắn cho cô là được chủ nhiệm các em năm lớp 12, được kế thừa sau một năm, sau năm lớp 10 của cô Tính và lớp 11 của cô Mỹ. Thì đến lớp 12 thì là cô lại có cái cảm nhận là một cái năm mà rất là yên ả, rất là các trò rất là ngoan, rất là miệt mài. Bởi vì là thực ra thì sau đấy cô chủ nhiệm sau khi mà các em ra trường thì cô chủ nhiệm một cái lớp 12 năm là cực nghịch. Thế xong toàn con trai thôi mà rất là nghịch. Sau đó thì đến trước khi nghỉ hưu lại được chủ nhiệm cái lớp, một lớp coi như nghịch ở trường mà đến mức mà không, bảo là thôi chú Khánh ơi, chị sắp sửa nghỉ hưu rồi, cho chị nghỉ thôi, chị cho tha cho chị không chủ nhiệm đi, vì chị từ ngày ra trường rồi chưa năm nào không chủ nhiệm cả. Thế bảo là thôi bác ơi, bác hộ em nốt năm nay đi, nốt cái lớp này nó ra trường thì bác nghỉ. Nghịch không thể tưởng tượng được, toàn con gái đánh nhau thôi. Thế nhưng mà khi mà sau khi mà cái lớp 11 mà được cô Mỹ là uốn nắn cho 3 buổi như thế, thì là đến lớp 12 thì thấy là một cái lớp mà rất là yên ả và lại có rất nhiều hoa khôi, cho nên là cảm thấy rất là yêu quý cái lớp này các em. Đấy. Thế thì hôm nay rất là cảm ơn các em trong ban liên lạc và cảm ơn tất cả các em trong lớp đã cho các cô có một cái buổi hội ngộ hôm nay cùng các em sau 20 năm ngày trở về. Khi mà nhận được thông tin từ các em là mời các cô đến về dự cái ngày họp này thì thực sự là cô háo hức cách đây lâu lâu rồi. Háo hức lắm.
háo hức để mong được về gặp lại các em. Và thực sự hôm nay về đây được chứng kiến cái sự trưởng thành của các em. Đấy, các em có một gia đình hạnh phúc, có một công việc ổn định và ai cũng vẫn giữ nguyên được nét trẻ đẹp ngày xưa. Đấy, cho nên là một lần nữa thì không biết nói gì hơn. Cảm ơn các em rất nhiều đã cho các cô có được cái buổi hội ngộ hôm nay. Một cái cuộc hội ngộ giữa cô với trò sau 20 năm ngày trở về. Thật tuyệt vời. Xin chúc sức khỏe các em. Chúc các em có một gia đình hạnh phúc, có một công việc viên mãn. Vâng, cô trò mình thì rất là ít khi gặp lại nhau ở ngoài, nhưng mà trên Facebook thì tương tác khá là thường xuyên. Vâng, và đó cũng chính là một lý do mà vì sao chúng ta có cái buổi hội ngộ này, đó là gắn kết yêu thương này còn mãi trong tương lai. Chính vì vậy mà sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay, nếu như mà bạn nào chưa có Facebook, Zalo của cô thì chúng ta hãy kết bạn nhanh nha. Kết bạn ngay để lưu số của cô, chúng ta cùng giữ liên lạc để chúng ta có thể là gặp gỡ ở nhau ở trên Facebook cũng là một điều rất là đáng quý, phải không ạ? Một lần nữa thì em xin chúc cô thật là nhiều sức khỏe và luôn được bình an trong cuộc sống. Và ngay bây giờ thì em xin giới thiệu tới cô giáo và toàn thể các bạn một bạn bí thư kiêm lớp trưởng rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Bạn là một người cực kỳ chu đáo, rất chu đáo, vẹn toàn trong mọi việc, rất là cẩn thận, chi tiết, tỉ mỉ. Đấy, và bạn làm tốt, rất tốt cái công việc của lớp. Và cũng chính bạn là người gắn kết từng bạn một để chúng ta có được một cái cuộc hội ngộ như ngày hôm nay. Vâng, xin mời bạn bạn Tươi lên đây sẽ có đôi lời phát biểu và bạn sẽ dành những bó hoa tươi thắm và những món quà nhỏ làm lưu niệm dành tặng tới ba cô chủ nhiệm của chúng em nhân dịp 20 năm ngày ra trường. Xin mời bạn Tươi với nick. Vâng, hôm nay là em cũng háo hức lắm. Háo hức chuẩn bị trong ban liên lạc tụi em là chuẩn bị khoảng tháng nay rồi. Chỉ mong đến buổi ngày hôm nay thôi. Và thôi em kính thưa các cô chủ nhiệm và các bạn trong lớp 12A4 và liên khóa 2001-2004 tại trường Trung học phổ thông Gia Lộc. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời tri ân đến các cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm đã bớt chút thời gian đến đây dự lễ cùng chúng em buổi gặp mặt tri ân 25 ngày ra trường cùng với chúng em. Và nhân cái dịp này thì em cũng gửi lời chúc đến toàn thể các cô và các bạn trong lớp cùng gia đình có một sức khỏe, có gia đình có sức khỏe, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Và trong cái dịp mà hội ngộ 25 này thì là hôm nay lại chúng em đến đây là chúng là rất là xúc động. Và tất cả các bạn có ở đây là chúng ta sẽ ôn lại kỷ niệm cũ và ghi dấu thêm những kỷ niệm của ngày hội ngộ vào cái ký ức của thời học sinh của chúng ta. Thời học sinh là thời đẹp nhất. Và là cái thời học sinh là thời đẹp và là chúng ta là vẫn ngây thơ, hồn nhiên nhưng có vẻ tinh nghịch. Và trong cái buổi này thì em cũng xin cảm ơn công dạy dỗ của các cô đã chỉ bảo chúng em để chúng em trưởng thành như ngày hôm nay ạ. Và lời cuối thì em xin chúc các thầy cô, chúc các cô ấy và các bạn là mạnh khỏe ạ. Và em xin hết ạ. Cầu thang gỗ nơi tôi vẫn đứng mỗi khi tan trường, để thấy trong veo màu tà áo trắng, hồn nhiên khúc khích cười vui. Chợt ngẩn ngơ hành lang ấy một mình thẫn thờ, vì nhớ đôi chân nhộn nhịp tới lớp, vì mong thời gian ngừng trôi. Ba năm qua ngần ấy yêu thương chẳng đeo dấu mãi trong lòng tôi. Mai sau khi là mây bay, mai sau thăm lại đời này, cây trái tim còn đường đợi chờ. Học sinh đẹp
rồi hè vội đi, là mùa hè cuối nhé, một thời vui hồn nhiên. Chậm lại một chút thời gian ơi, chạm nhẹ bụi phấn còn vương rơi, chạm nhẹ bàn tay mai cách xa nhớ thật nhiều. Dừng lại một chút, tạm biệt thầy cô, tạm biệt hàng ghế đá, tạm biệt sân trường.